Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đam Mê Xanh. Hôm nay là ngày cuối tuần, chúng ta sẽ đi hái cà chua cùng với hai bạn nhỏ nhá. Xem nào, gió được nhiều chưa? Đây này. Đó, vừa mới hái một lúc thôi. Mấy hôm nay thì thời tiết rất là khắc nghiệt. Ở chỗ mình ấy, hôm thì mưa rất to, hôm thì nắng nóng. Có thể gọi là nắng nóng cục bộ. Cho nên cái cây cà chua không đẹp nữa, nhưng mà quả thì đang rất là nhiều. Hôm nay mình mới phát hiện ra đây này. Cái cà chua này, cái cây này này là hình như là đấy, loại này là cà chua chuối. Cà chua chuối thì phải. Hơi giống Nova một chút, nhưng mà cái quả nó lại hơi dài dài. Nó dài nhưng mà lại nó có cái phần dưới của nó lại hơi phình ra. Hôm nay sẽ cho các bạn xem một số loại cà chua cụ thể nhá, với cái tên gọi của nó nhá. Đây là Iori. Đấy, quả dài. Nhưng khi chín thì màu đỏ. Chỗ này không có quả nào chín nhỉ? Đấy, nó đang chuyển màu, chưa ra màu đỏ cơ. Đấy là Iori này. Còn đây này, mấy hôm trước hình như là mình nhầm là Nova thì phải, nhưng mà nó thực sự là cái này là cái cà chua mà mình không biết cái tên của nó là gì, nhưng mà như năm ngoái mình trồng ấy, một số bạn nói là cà chua chuối này. Nhiều khi nó cũng cứ hơi na ná nhau ấy, với là kiểu mình trồng nhiều khi cái kỹ thuật nó không chuẩn ấy. Cho nên nó không ra được cái hình dạng cố định. Chỗ thì tốt, chỗ thì xấu. Chỗ thì to, chỗ thì nhỏ. Đây là Nova thì phải. Nhưng mà đây lại là không biết là cái này là chuối hay là gì. Không biết là cà chua chuối hay là gì. À đúng rồi, đây, nhìn chỗ này thì lại thấy có vẻ là hình dạng của cà chua chuối. Phần này là cũng giống Nova nhưng mà không phải Nova. Đó. Nhưng mà quay lên có vẻ là không rõ ràng mấy. Úi cha. Mang cả cái mang cả cái bế nó đi à. Hái từng cây một, hái cây nào là hái hết quả chín luôn. Ôi bên đây có mấy cây này nó nằm cục xuống này. Đấy, nhìn cây xấu lắm nhưng mà quả này. Vào bên trong này nhá. Đây cái chỗ này, cây này Iori này cũng tèo rồi. Đây, ở đây có cái cây cà chua Nova đây. Nhiều lúc lại thấy giống Nova, nhiều lúc lại thấy không giống mấy. Cái cà chua chuối hay là cái cà chua gì đây? Hay là đây là sugar nhỉ? Đó. Nhiều lắm, nhiều cái hình dạng khác nhau. Cho nên là đôi khi mình cũng nhầm lẫn. Này vừa giống Nova lại vừa giống cà chua chuối. Không biết là gì luôn. Để nhẹ nhàng nhé, đừng có ném pẹt pẹt đấy, rồi nó hỏng nhá. Chùm rất là đẹp. Đây, ui trời, cái này bị
tèo rồi. Đấy. Nắng rồi mưa, nắng rồi mưa. Rồi các cụ ra đi luôn. Tiếp. Giờ mình sẽ bắt đầu hái nè. Mình lót cái này vào cho nó khỏi rơi cái quả. Đây, đây có hai cây. Cái này là đích thị là Yuri. Yuri chín thì đỏ như thế này, nhưng mà dài. Còn cái đây này cũng đỏ nhưng mà tròn tròn này thì lại là Sweet Million. Đấy, các bạn thấy khác không? Đấy, màu thì rất là giống nhau nhá, nhưng mà quả thì không giống đâu. Cái này lại khác này. Đấy, các bạn nào nhận ra khác cái gì không? Cái này là Sugar. Đấy, ba cái loại này thì mình phân biệt được. Đó, đỏ nhưng mà ba loại khác nhau này. Đó, Yuri là to to này. Còn tròn tròn này là Sweet Million. Còn cái hình oval này này là Sugar. Đây, nhìn ở trên cây này nó sẽ rõ hơn này. Đây là Sugar này. Ở ngoài nhìn khá là đẹp các bạn. Nhưng mà quay vào nhìn nó cứ nhạt nhạt kiểu gì. Ở đây là ba cây màu đỏ cùng chụm lại. Nhưng mà ba cái màu đỏ rất là khác nhau. Như vậy là có Yuri đỏ này, Sugar đỏ và Sweet Million đỏ. Nhưng mà hình dạng thì khác nhau, cũng dễ phân biệt thôi. Còn đây, may quá. Bên này là đây là Nova. Nova là dài vàng. Nova cái hình dạng quả thì cũng hơi giống với Yuri. Nhưng mà dài hơn, cho nên là cảm giác nó nhỏ hơn và nó màu vàng, cho nên là khá là dễ phân biệt thôi, không có cái gì là khó khăn cả. Có cái Nova này với cái cà chua chuối ấy là hơi giống nhau một chút. Cà chua chuối nó hơi khác ở cái chỗ phần dưới nó phình ra. Đây, ví dụ quả này các bạn có nhận ra là gì không? Sugar nhé. Hầu như là một tuần mình hái một lần nhỉ. Hôm trước thứ bảy cũng vừa mới chia sẻ với các bạn một cái video đấy. Thì hôm đó là được không được bất cả mất cái quả xanh. Hôm đó là được 9 cân, hơn 9 cân gì đấy. Nói chung là mỗi lần hái là tầm khoảng 1 yến đi. Trong tuần thì cũng thỉnh thoảng cũng có hái nhưng mà ít. Khoảng 4-5 cân thôi. Còn cuối tuần là thường mình hái nhiều. Cuối tuần nhiều người ta đặt làm quà rồi con cái về. Thường là một yến là nó hết rồi ấy. Này các bạn nhìn, có nhìn thấy không nhỉ? Cái điện thoại của mình hơi mờ nhạt này. Có một cái cây cà chua thường ở đây. Nó tự mọc. Ôi dồi, quả cá là quả đây này. Đó, thấy chưa? Hay là cái đất nhà mình hợp với cà chua nhỉ? Đấy nhá. Cây nhỏ thôi. Đó. Đó. Nó chín nó đỏ rực lên thì lại mới thấy nó rõ. Đây này, đây là cái
kết quả của cái việc mà không có thời gian để làm giàn, nó cứ đi chăm dâu tây bây giờ nằm be bét ở dưới đất đây này. Chắc là năm sau phải làm lại các bạn. Đây nhìn đây, đó, đang là rất là nhiều quả. Nhưng mà cái cây thì khá là tàn tạ rồi, xấu rồi. Mấy cái cây chỗ này là tốt này, tốt và có làm cái cọc cho nó cao lên cho nên đây rất là cao, cao quá đầu mình luôn. Đây là một chùm của Iuris, đấy đang chuyển thành màu đỏ, quả rất là to. Tất cả các chùm quả các loại này đều rất là nhiều quả luôn. Đây cũng mấy loại liền. Đây cái chùm đặc trưng của cà chua chuối. Và đây là thành quả nha các bạn. Bảy cân rưỡi. Thêm một cái giỏ này nữa chắc là hơn một cân nữa. Lên đến gần 10 kg. Chắc là trừ đi là còn 9 kg đấy, tầm đấy. Đấy, đúng như là mình nói từ lúc đầu là cứ cuối tuần mà hái hết thì được khoảng 10 kg. Bây giờ mà hái thêm đang còn một ít nữa. Cuối tuần rồi hái cà chua rồi lại tranh thủ giao lưu với các bạn một chút thôi. Cái thời gian này thật sự là không có thời gian để chia sẻ những cái video có các cái nội dung về các cái kinh nghiệm. Thì hẹn các bạn trong các cái dịp sắp tới nhá.